Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình khám phá các cõi trong lục đạo luân hồi. Sau khi đã cùng nhau tìm hiểu về cõi trời, cõi Atula và cõi người, chúng ta sẽ so sánh ba cõi này và khám phá lý do tại sao làm người lại được coi là một trong những cơ hội quý giá nhất trong việc tu tập và đạt giác ngộ. Cõi trời. Cõi trời hay còn gọi là Devaloka trong tiếng Phạn, là nơi của những sinh linh có hạnh phúc, thịnh vượng và sức mạnh vượt trội. Ở cõi này, các sinh linh sống trong sự an lạc và tận hưởng những niềm vui không bị ràng buộc bởi sự khổ đau thông thường của cõi người. Tuy nhiên, hạnh phúc ở cõi trời không vĩnh cửu. Sự tận hưởng quá mức có thể khiến họ quên mất con đường tu tập và rơi vào trạng thái không thể tiến bộ về mặt tâm linh. Khi phúc báo hết, họ sẽ rơi vào các cõi khác trong lục đạo. Cõi Atula. Cõi Atula là nơi sinh sống của các sinh linh có sức mạnh và quyền lực, nhưng cũng đầy sự ganh ghét và chiến tranh. Dù có nhiều quyền lực và khả năng, họ vẫn thường xuyên bị quấy rối bởi sự tranh chấp và đấu tranh. Cõi Atula là nơi có sự hỗn loạn và đau khổ, mặc dù vẫn là một trong các cõi lành. Sống ở cõi Atula, sinh linh không gặp phải khổ đau quá mức như ở cõi địa ngục, nhưng sự đấu tranh và cảm giác không thỏa mãn luôn hiện hữu. Cõi người là nơi chúng ta đang sống và cũng là nơi mà các cơ hội tu tập và giác ngộ là tối ưu nhất. Trong cõi này, con người có thể trải nghiệm đủ loại cảm xúc, từ hạnh phúc đến khổ đau và có khả năng nhận thức, học hỏi và phát triển trí tuệ. Đây là cõi duy nhất trong lục đạo mà chúng sinh có thể thực sự thực hành pháp, tu tập và phát triển tâm linh để đạt đến giác ngộ. Khả năng học hỏi và sự linh hoạt trong việc thay đổi tâm trạng và hành động là những yếu tố quan trọng giúp con người có cơ hội đạt được giải thoát. Bây giờ, chúng ta cùng so sánh ba cõi này để hiểu rõ hơn về sự khác biệt và những lợi ích của từng cõi trong lục đạo. Hạnh phúc và khổ đau. Ở cõi trời, bạn sẽ cảm nhận được một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc và tiện nghi. Mọi thứ đều tuyệt vời, nhưng hãy nhớ rằng hạnh phúc ở đây không phải là mãi mãi. Điều đó có thể khiến bạn quên mất mục tiêu giác ngộ, vì khi mọi thứ quá hoàn hảo, chúng ta có thể dễ dàng bị lôi cuốn và lãng quên lý tưởng cao cả. Trong cõi Atula, sức mạnh và quyền lực có thể mang lại niềm vui tạm thời, nhưng thường xuyên có những cuộc tranh chấp và mâu thuẫn xảy ra. Những điều này tạo ra sự căng thẳng và khổ đau, khiến bạn không thể tận hưởng hạnh phúc một cách lâu dài. Cõi người là nơi bạn sẽ thấy sự kết hợp giữa hạnh phúc và khổ đau. Mặc dù có những khó khăn, nhưng đây là một môi trường lý tưởng để tu tập và đạt giác ngộ. Bạn có thể nhận thức sâu sắc về cuộc sống và tìm thấy giá trị thực sự từ những trải nghiệm của mình. Khả năng tu tập và giác ngộ. Ở cõi trời, mặc dù có rất nhiều hạnh phúc, nhưng cảm giác tạm thời đó có thể làm bạn quên mất mục tiêu giác ngộ. Khi mọi thứ trở nên quá dễ chịu, chúng ta dễ dàng bị lôi cuốn vào sự thoải mái và lãng quên việc thực hành và phát triển trí tuệ. Cõi Atula, quyền lực có thể giúp bạn có thêm cơ hội, nhưng sự tranh chấp và cảm giác không bao giờ đủ làm giảm khả năng tu tập. Trong môi trường đầy xung đột, việc duy trì sự tập trung vào giác ngộ trở nên khó khăn hơn. Cõi người, đây là nơi lý tưởng nhất để thực hành pháp và đạt giác ngộ. Cõi người mang đến sự tự do, linh hoạt và khả năng nhận thức sâu sắc. Bạn có thể học hỏi, phát triển trí tuệ và thực hành các giáo lý Phật giáo một cách hiệu quả nhất. Làm người có thể là một trong những cơ hội quý giá nhất trong lục đạo luân hồi. Cõi người mang lại sự cân bằng giữa hạnh phúc và khổ đau và cung cấp cơ hội lớn để học hỏi, phát triển trí tuệ và đạt giác ngộ. Mặc dù các cõi khác cũng có những ưu điểm riêng, nhưng cõi người với khả năng tự nhận thức và tu tập là nền tảng cho con đường đạt đến giác ngộ và giải thoát. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về ba cõi này và cho chúng mình biết bạn thích cõi nào nhất. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Đắc Nhân Tâm, thích và chia sẻ podcast này với nhiều người hơn để cùng nhau khám phá thêm về cõi trong lục đạo luân hồi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.